đến với fanpage của Hami, cô bé bán kính, thì các bạn sẽ có thêm rất là nhiều điều thú vị về kính ngay hôm nay. Ngày hôm nay thì bạn Mi sẽ có một chia sẻ với mọi người, đó là những lưu ý khi mà chúng ta đeo kính cận quang hay là còn gọi kính bắt óc. Thường ấy thì những cái chiếc kính cận quang thì thường là ngày xưa mới dành cho những người mà hay đeo kính lão. Thế nhưng mà hiện nay thì với cái xu hướng của giới trẻ và với sự bắt kịp thời đại của những hãng bán kính thì kính cận quang cũng đã là một cái item mà được rất là nhiều người yêu thích. Vì tại sao mà lại được yêu thích kính cận quang thì giờ mình sẽ tip cho mọi người có thể hiểu biết thêm về những chiếc kính này nhá. Vậy thì sau khi mà để mà đến với cái chủ đề là những cái ưu điểm và nhược điểm của kính cận quang thì bạn Mi sẽ giới thiệu trước cho mọi người, đó là tại sao mà lại gọi là kính cận quang. Thì nghe cái tên thì mọi người đã biết rồi đúng không ạ? Kính cận quang thì có nghĩa là những cái chiếc kính mà không có viền đấy, không có gọng này mọi người. Và đây là chỉ có gọng như thế này thôi, và cái phần bắt ốc thì sẽ trực tiếp vào cái mắt kính luôn, chứ không như những cái chiếc kính bình thường khác. Và chiếc kính này thì sẽ có những ưu điểm như thế nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Kính gọng khoan thì là cái kính mà không có viền, và thông thường thì những hãng mà làm kính ấy thì rất là hay làm kính gọng khoan từ những cái chất liệu cao cấp như là titanium và được mạ vàng 18 hoặc mạ vàng 24K, tùy hãng nha. Nhưng mà chính vì thế nên là kính gọng khoan thì là luôn luôn là những cái chiếc kính mà siêu nhẹ, bởi vì cái bản chất của titanium thì là một cái vật liệu rất là nhẹ và bền. Và với cái lý do mà siêu nhẹ như thế thì thông thường là kính gọng khoan rất là hay được những bạn nào và những anh chị nào mà phải đeo kính làm việc thường xuyên hoặc là đeo kính cả ngày lựa chọn, là một cái lựa chọn ưu tiên cho những người như vậy. Và hồi xưa ấy thì thường là chỉ có các anh các chú mới chọn kính gọng khoan thôi, nhưng mà bây giờ là các hãng đều bắt trend. Ví dụ như là cùng là một chiếc kính gọng khoan thế nhưng mà sẽ được thiết kế thêm rất là nhiều những cái chi tiết cầu kỳ, ví dụ như là gọng này, hoặc là đính đá, hoặc là những cái chi tiết rất là lạ trên gọng này, hoặc là mix màu. Thế nên là chị em phụ nữ bây giờ cũng rất là nhiều người tìm đến chiếc kính gọng khoan như là một cái vị cứu cánh cho những người mà phải đeo kính cả ngày để sử dụng máy tính này, hoặc là đi làm trong cái thời gian dài mọi người. Cái mẫu mà bạn Mi mà đang đeo cho mọi người là một cái mẫu mà cũng khá là cá tính. Nó khá là đặc biệt và được làm bởi những nhà sáng tạo rất là tuyệt vời của Cuborium. Và như mọi người đã biết ở những cái review của Hà My thì Cuborium là một hãng mà không có logo, không có tên thương hiệu trên kính. Chính vì thế nên là nếu mà không nói thì chắc chắn là mọi người sẽ không ai biết là một cái chiếc kính cá tính như thế này lại được đến từ Cuborium đúng không ạ? Bởi vì được làm từ những chất liệu cao cấp, bởi thế nên là có một cái là giá thành của những chiếc kính mà gọng khoan thì thường là sẽ cao hơn những cái chiếc kính gọng nhựa hoặc là gọng kim loại bình thường khác. Tuy nhiên là bởi vì nó nhẹ và nó rất là dễ đeo và sử dụng trong thời gian dài, nên là cho dù là giá có cao hơn một chút nhưng mà phù hợp với cái yêu cầu của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ tìm kiếm mua những sản phẩm như thế rất là nhiều. Bên cạnh đó thì với những cái chiếc kính gọng khoan đấy mọi người ạ, thì sẽ phải có một cái yêu cầu chất liệu rất là cao về cái tròng kính này. Bởi vì nếu mà chúng ta mà sử dụng những cái tròng kính mà có giá tiền quá là rẻ, hoặc là những cái dòng kính mà không đạt chuẩn khi mà chúng ta đeo thì cái thứ nhất là sẽ rất là nhanh bị bể tròng kính. Cái thứ hai nữa quan trọng hơn cả là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Bởi vì thực ra là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và đôi mắt cũng là một cái bộ phận rất 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 quan trọng. Bởi vì chúng ta sử dụng đôi mắt cả ngày, tất cả những cái hành động, những cái hoạt động trong ngày của chúng ta đều phải nhờ đôi mắt thì chúng ta mới có thể làm được. Thế nên cái việc mà chúng ta bỏ ra nhiều tiền, không, cũng không phải là bỏ ra nhiều tiền đâu, mà chúng ta bỏ ra số tiền để mà xứng đáng để chúng ta bảo vệ cái đôi mắt của chúng ta, thì bạn Mi là nghĩ là điều đấy là không hề phí, không hề lãng phí đồng tiền một chút nào cả. Chính vì thế nên là với những bạn mà mua kính gọng khoan ấy thì là các bạn ấy cũng phải chọn cho mình những cái tròng kính rất là phù hợp. Ví dụ như là khi mà đeo nên chúng ta nên chọn thêm những cái chức năng thêm nữa, ví dụ như là chống ánh sáng xanh chẳng hạn. Và có một cái cũng khá là hay, đấy là kính gọng khoan thì nó không bị lỗi thời nhiều như những cái dáng kính khác.
Và cái thời gian, bởi vì cái vật liệu mà để làm nên chiếc kính này là đều là những cái vật liệu cao cấp, nên là độ bền của nó cũng rất là cao nữa. Bạn My sẽ đeo thử thêm cho mọi người một cái siêu phẩm nữa. Cũng được gọi là kính gọng khoan, nhưng mà được đến từ hãng Cartier. Đây, cũng là một chiếc kính gọng khoan nhưng mà siêu nhẹ. Mọi người có thấy không ạ? Lúc đầu ấy, ngày xưa thì thường thì kính gọng khoan sẽ rất là ít những cái kiểu dáng hoặc là màu sắc. Thông thường thì sẽ chỉ có những cái mẫu mà cơ bản như thế này thôi. Thế nhưng mà đến cái thời điểm hiện nay ấy, thì hầu hết các hãng đều có những chiến lược cho những cái đối tượng khách hàng riêng. Và ví dụ như những khách hàng mà luôn luôn yêu thích và tìm kiếm những cái mẫu kính gọng khoan ấy, thì sẽ có rất là nhiều những cái kiểu dáng để chúng ta có thể lựa chọn, cũng như là cái màu sắc của gọng như thế này. Chúng ta có thể chọn những cái màu sắc mà để phù hợp với phong thủy này, phù hợp với làn da, để và để tôn lên cái gương mặt của chúng ta nữa. Đấy cũng là một cái điều rất là quan trọng. Có một câu hỏi nữa mà rất là nhiều bạn khi mà cần bạn Hà My tư vấn về kính ấy, thì mọi người hay hỏi là bạn ơi, khi mà mình muốn mua kính gọng khoan để tặng ấy, thì có một điều mình rất là băn khoăn, đó là làm sao mà để vệ sinh kính khoan đúng cách. Với những chiếc kính khoan này thì cái chỗ phần gọng khoan này nó có khó vệ sinh không? Thì câu trả lời của bạn My là không hề khó vệ sinh một chút nào, rất là dễ dàng. Thế nhưng mà sẽ có những cái lưu ý bạn My cần phải cho mọi người được biết về cái gọng kính khoan, để khi mà vệ sinh chúng ta vừa làm sạch được kính mà vừa giữ kính được rất là bền nữa. Đầu tiên thì khi mà rửa thì chúng ta hãy nhớ nhá, là phải sử dụng nước vệ sinh chuyên dụng để rửa mắt kính, để rửa kính khoan. Vì những cái nước vệ sinh đấy là hãng đã làm đúng chỉ để rửa kính thôi. Chúng ta không nên lau bằng áo này, chúng ta không nên lấy những cái rẻ hay là những cái gì đó khăn lau kính, bởi vì thông thường ấy, ví dụ như khi chúng ta có rất là nhiều bạn có cái thói quen là lấy tay để cầm cái mắt kính như thế này, thì thông thường những cái hành động đấy thì nó rất là xấu mọi người ạ. Hành động đấy thì sẽ dính vân tay lên kính này. Với những bạn mà có mồ hôi tay nhiều thì nó dính ở mức độ dày đặc, và cái mồ hôi dầu ấy thì rất là khó để mà vệ sinh kính. Và như thế thì khi mà chúng ta càng lau kính nhiều thì nó rất là dễ bị xước mọi người, xước những cái vết xước răm ấy, thì cái tuổi thọ của chiếc kính của chúng ta cũng sẽ không bền nữa. Đấy là lý do mà chúng ta khi mà chúng ta phải sử dụng kính đúng cách. Ví dụ như là không được cầm vào mắt kính, mà chúng ta chỉ cầm ở hai bên gọng này thôi nha, hoặc là cầm ở phía cầu mũi như thế này. Cái thứ hai nữa, để cho kính mà không bị cong vênh, mà chúng ta không phải, bởi vì bản chất của những cái chiếc kính gọng khoan ấy thì là sẽ là gọng titanium mọi người, thì cái gọng này thì siêu bền và rất là cứng. Thế nên là để mà bẻ cong hay là cái thứ hay là nắn thì nó rất là khó mọi người ạ. Thế nên là chúng ta cần hạn chế tối đa cái việc mà khi mà chúng ta tháo kính ra hoặc là đeo kính vào bằng một tay, mà chúng ta hãy đeo bằng hai tay nha, hãy cầm ra như thế này. Thì đấy là một cái cách mà làm sao mà để kính của chúng ta đeo rất là bền, vì những cái gọng khoan này chúng ta cũng khá phải là giữ gìn. Cái thứ ba nữa đó là khi mà vệ sinh xong chúng ta nhớ là hãy để chiếc kính khô đã, sau đó chúng ta mới cất nha. Chứ nếu mà chúng ta cứ để cái đọng hơi nước hoặc là cái thứ sau khi vệ sinh xong cất luôn đó, thì đấy cũng là một trong những cái tác nhân là có thể hỏng kính của chúng ta. Cái thứ tư nữa thì cũng là một cái điều mà bạn My muốn dặn mọi người, đó là không được để kính ở nơi có nhiệt độ cao, không được để kính trong cốp xe máy, không được để kính trong ô tô, trong cái thời tiết mà ở một cái đất nước mà nhiệt đới như là Việt Nam thì nắng này, với cái mức độ nắng ví dụ như mùa hè hoặc là cái nắng Sài Gòn như thế này chẳng hạn, thì đấy sẽ là một trong những cái tác nhân mà để có thể làm hỏng kính của chúng ta. Với những chiếc kính râm thì có thể là rộp mắt này, với những chiếc kính cận thì có thể làm cong veo rồi giãn nở các thứ của gọng kính. Đấy, chính vì thế nên là chúng ta phải nhớ phải bảo quản kính kỹ càng và chúng ta phải vệ sinh kính đúng cách, thì cái kính của chúng ta mới có cái độ bền lâu và mới có thể đi bên chúng ta cái thời gian lâu dài. Bởi vì có rất là nhiều bạn rất là lười điều gì mọi người biết không? Lười đo mắt kính. Bình thường thì các bác sĩ về mắt thì sẽ hay khuyên chúng ta là nên đo ít nhất trong vòng 6 tháng hoặc là 1 năm. Thế nhưng có những bạn đeo kính 2 năm không hề đo lại. Thì đấy là một cái điều rất là xấu, bởi vì khi mà chúng ta đeo cái mắt kính mà không phù hợp với mình, cái độ cận ít hơn hoặc là độ cận nhiều hơn thì sẽ gây ra rất là nhiều tác nhân hại cho mắt của chúng ta.
Và đấy cũng là một cái tác nhân mà làm cho mắt của chúng ta sẽ tăng độ này, sẽ loạn thị hoặc là viễn thị. Nên là cái tip mà bạn My phải nói với mọi người trong rất là nhiều clip, đó là chúng ta nhớ là hãy đo mắt kính hoặc là đi đo mắt thường xuyên với những bạn bị cận này, loạn hay là viễn nhé. Mọi người ơi, có khá là nhiều bạn khi mà inbox hoặc là comment ở trong fanpage của Hằng Minh Cô Bé Bán Kính hoặc là ở trên Facebook, thì mọi người nói là ôi may quá, từ hồi mà chị biết em hoặc là em biết chị thì em đã biết khá là nhiều điều và kính về kính, và em đã cũng đã giữ gìn và em chọn được những cái mẫu kính phù hợp với mình. Vậy thì mọi người hãy, mọi người có ngại ngần gì đâu đúng không ạ? Khi mà muốn tìm một cái sản phẩm nào đó hoặc là muốn tư vấn về bất cứ một sản phẩm gì, hoặc là muốn nó muốn tư vấn về khuôn mặt này hay là vóc dáng làm sao để phù hợp với kính, hoặc là chọn một cái style nào phù hợp với mình, phù hợp với chiếc kính mặt này mình đang có, thì đừng ngại ngần gì nhá. Nhớ là hãy inbox fanpage của Hằng Minh Cô Bé Bán Kính hoặc là YouTube để có thể kết nối với team của Hà My nhé. Xin chào mọi người.